Chúng ta đã biết cách khởi động cũng như tùy chỉnh carousel thông qua JavaScript. Tuy nhiên, cái nút điều hướng trên carousel vẫn chưa thể hoạt động như mong muốn nếu không có các data custom attribute. Vậy ta phải làm sao? Có phải chúng ta đã thực hiện sai ở đâu đó không? Thực ra là không phải. Với hàm carousel, chúng ta chỉ mới hoạt động nó thôi, chứ chưa đá động gì đến các nút điều hướng cả. Để thực hiện điều này, chúng ta cũng phải đăng ký chức năng cho các nút điều hướng thông qua hàm carousel. Hãy cùng tìm hiểu xem chúng ta làm điều đó như thế nào nhé. Hãy quay trở lại mã nguồn HTML và mã nguồn JavaScript để đăng ký sự kiện Ready của Savory. Bây giờ để nút Next và Reverse có thể hoạt động được, chúng ta sẽ đăng ký sự kiện click cho nó và sử dụng hàm carousel để thực thi chức năng này. Đầu tiên chúng ta đăng ký sự kiện click cho hai nút Next và Reverse. Tiếp theo bên trong hàm xử lý sự kiện, ta truyền vào tương ứng hàm đăng ký cho carousel. Tuy nhiên, hàm này sẽ không nhận vào một đối tượng nữa, mà nó sẽ nhận hai giá trị tương ứng với nút Next và giá trị Next, và nút Right và giá trị Right. Vậy là xong. Giờ chúng ta có thể thử chạy mã nguồn và click vào hai nút điều hướng. Nó đã hoạt động bình thường trở lại. Nhưng các bạn có thể để ý rằng, mỗi khi click vào nút điều hướng, thanh địa chỉ sẽ tự động thêm Fragment Hyperlink từ thẻ A để lại bảo nó. Các bạn có thể sử dụng cách Return From hoặc chuyển đổi số Event và sử dụng phương thức Revert Default để loại bỏ hành vi mặc định của thẻ A. Và như bạn thấy, Fragment đã không còn được tự động thêm nữa. Bằng cách sử dụng hàm carousel với hai giá trị là Next và Brief, chúng ta đã làm cho hai nút điều hướng hoạt động trở lại bình thường. Vậy còn các nút chỉ thị Indicator thì sao? Có đơn giản như vậy hay không? Tất nhiên là nó cũng đơn giản như vậy. Chúng ta cũng sẽ đăng ký sự kiện click cho các nút chỉ thị và sử dụng hàm carousel để xử lý. Lúc này để phân biệt, chúng ta sẽ thêm các ID lần lượt cho các nút chỉ thị từ item 1 đến item 3. Sau đó sử dụng các ID này để đăng ký sự kiện click và tiếp tục dùng phương thức carousel để xử lý. Tuy nhiên, đối số truyền cho phương thức carousel lúc này không phải là một đối tượng hay chuỗi nữa, mà nó sẽ là một số nguyên bắt đầu từ 0 nếu là slide thứ nhất. Tương tự với slide thứ 2 là 1 và slide thứ 3 là 2, giống với nguyên tắc khi sử dụng thuộc tính data slide 2 mà thôi. Bây giờ các bạn có thể kiểm tra thử mã nguồn của chúng ta. Hãy click vào các nút chỉ thị. Nó đã hoạt động được và chuyển đến đúng slide mà ta chỉ định. Thế nhưng nếu tải lại trang web, bạn sẽ thấy phần nút chỉ thị sẽ không có chấm tròn nào được active. Vì thế các bạn có thể thêm class active vào thẻ li tương ứng với slide được active để chỉ định item nào đang được active khi trang web được tải. Về cơ bản thì chúng ta đã biết cách tùy chỉnh và vận hành carousel thông qua phương thức carousel. Tuy vậy, phương thức này còn cung cấp cho chúng ta hai giá trị nữa với chức năng tạm dừng và tái khởi động lại carousel, đó là pause và cycle. Hãy xem cách nó hoạt động như thế nào nhé. Để minh họa cho tính năng tạm dừng và tái khởi động, chúng ta sẽ tạo thêm hai nút nhấn với ID lần lượt là play và pause. Sau đó đăng ký sự kiện click cho hai nút nhấn này. Nếu muốn, khi click vào nút pause, carousel sẽ dừng lại. Chúng ta sẽ truyền giá trị pause vào hàm carousel. Tương tự với nút play, ta sẽ truyền vào giá trị cycle. Bây giờ, hãy thử chạy ví dụ để xem kết quả. Các bạn lưu ý, mặc định carousel sẽ không tự hoạt động vì ta chưa đăng ký cho nó. Do đó, hãy click vào nút play và bây giờ nó đã tự hoạt động được. Nếu tiếp tục thử click vào nút pause thì nó sẽ dừng lại. Giờ các bạn đã hiểu được ý nghĩa của hai giá trị này rồi phải không nào? Có một lưu ý nhỏ ở đây. Với mã nguồn hiện tại, carousel sẽ không tự hoạt động vì ta chưa đăng ký cho nó. Các bạn có thể đăng ký cho nó thông qua nút play như ví dụ vừa rồi và truyền vào đối tượng option thay vì giá trị cycle. Tuy nhiên, nó sẽ chỉ kích hoạt khi chúng ta click vào nút play. Để mặc định nó tự hoạt động khi trang web được tải, bên trong sự kiện Ready, chúng ta sẽ chuyển phần đăng ký ra ngoài cùng. Vậy là carousel đã tự hoạt động được, nhưng nó chỉ nhận phần tùy chọn lúc nãy mà thôi. Hàm carousel bên trong nút play lúc này sẽ chỉ đóng vai trò như một hàm tái khởi động khi sử dụng chung với nút pause mà thôi. Phần tùy chọn hoàn toàn không có tác dụng. Vậy nếu ta đã đăng ký carousel tự hoạt động với tùy chọn như thế này rồi, mà vẫn muốn nó tạm dừng hoạt động khi trang web được tải, thì sẽ làm như thế nào?
Lúc này chúng ta sẽ dùng hàm carousel với giá trị là pause và đặt nó ngay sau phần đăng ký như thế này. Nhớ là đặt ngay sau chứ không được đặt trước các bạn nhé. Nếu không thì nó sẽ không tác dụng vì hàm đăng ký sẽ tự khởi động lại carousel. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong các giá trị cũng như các tùy chọn có thể truyền vào hàm carousel rồi. Ở đây có một ứng dụng nhỏ nhằm giúp các bạn hình dung được những gì vừa tìm hiểu. Ví dụ với danh sách tên các bài viết ở đây, khi click vào nó sẽ tự liên kết đến slide tương ứng trong carousel. Anh tin các bạn sẽ làm được. Hy vọng là các bạn đã nắm được cơ bản về các ứng dụng JavaScript để tùy biến thành phần carousel. Trong nội dung tiếp theo cũng là nội dung cuối cùng về thành phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu các sự kiện có bên trong nó. Đừng quên thực hành các thử thách cũng như ôn tập lại sự kiện trong theory để dễ dàng nắm bắt nội dung tiếp theo. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.